xin chào các bạn. Thì uh, tiếp theo video phần 1 về cái phần mềm xử lý ảnh đếm sản phẩm sử dụng camera uh, và cái công nghệ xử lý ảnh. Thì chúng ta đã làm điện đã đếm được sản phẩm. Đã xuất được báo cáo và uh, gửi email và số lượng sản phẩm. Thì tiếp theo ở trong video này chúng ta sẽ kết nối với POC uh, của Siemens. Uh, chúng ta sẽ cấu hình để đẩy cái số liệu uh, Sản phẩm này Qua POC và hiển thị lên uh, LED hoặc lên LCD Để trực quan cho uh, Khách hàng có thể nhìn thấy được Cái sản phẩm đấy Đối với POC Thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng POC uh, S7-1200 S7-1200 DC-DC-DC DC-DC-DC wow. Đây mình uh, có đập cục và cho các bạn đây đó là mạ của nó là 6 ES7 2141AG 40 0XB0 và giá của nó thì ở đơn vị này bán với giá là 5 triệu hơn 5 triệu hơn 5 triệu cả ship nữa là khoảng 5 triệu 10 nghìn 10 nghìn Đấy thì mình cho 5 triệu còn cái dòng như đây là AC DC relay này à, thì uh, nó sẽ không hỗ trợ về cái khoản là cái thư viện thư viện của mốt uh, Modbus TCP IP đây còn cái dòng DC DC relay này cái này cũng ok cái này cũng hỗ trợ à, cái này cũng hỗ trợ cho các bạn là về modbus tcp ip Còn cái dòng này là dòng full option, nó là mới nhất nên là nó hỗ trợ tất cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cấu hình. Phần cấu hình của CMN thì ở đây tôi dùng TIA Portal V17. Lúc trước có một cái video tôi đã nói rất rõ về cái cách cấu hình này, về cách mở mở port ở trong cái bọt này thì bạn có thể xem lại cái video đấy thì video này sẽ kế thừa uh, kết quả của video trước và chúng ta sẽ uh, sử dụng một cái biến mb server đấy, để kết nối với uh, python kết nối với uh, python và lấy dữ liệu từ python Rồi tiếp đến chúng ta sẽ dùng một cái uh, network là get data get data để chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu đếm được ở đây tôi sẽ À, sử dụng cái uh, M với K 54 làm cái uh, biến để lưu cái dữ liệu cao tư. đó. thì hiện tại là giá trị uh, nhận được là bằng không. bây giờ chúng ta sẽ cho chạy thử xem. đây uh, kết quả số đếm hiện tại cũng đang bằng không. và bây giờ chúng ta sẽ bấm start để chạy nhé. các bạn sẽ xem nhé. đấy khi chúng ta chạy này thì À bắt đầu sản phẩm sẽ đi vào và nó đếm 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta sẽ qua bên PLC xem nha. Xem PLC này. Đấy, kết quả nó đang tăng lên dần. Đúng không ạ? Nó đang cập nhật. Như vậy là uh, Python đã gửi được cái giá trị số đếm uh, qua bên uh, PLC và lúc này thì PLC có thể là xử lý dữ dự liệu dựa vào số đếm này có thể là tăng giảm à xin lỗi có thể hiển thị hiển thị kết quả số đếm này uh, lên uh, HDMI hoặc là lên cái led bảy uh, thanh hoặc lên màn hình LCD tất cả đều ok cả đấy thì chúng ta có thể xem thấy là kết quả đây là đó, 47 bao và thực tế là uh, chúng ta cũng nhận được là 47 cao tư bằng 47 mọi và khi chúng ta dừng ta bấm vào dừng thì nó sẽ có uh, nhận báo cáo ở đây. Bây giờ tôi sẽ tạm thời xóa đi hai email này tại vì gửi nhiều email thì mất thời gian. Ta sẽ xuất báo cáo. Như vậy thì nó sẽ gửi uh, cái báo cáo này tới cái email. Giống như video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ mở email lên và sẽ check cái báo cáo. sẽ mở email lên và check báo cáo 47 bao đúng không ạ? Ta sẽ nhận được cái sản phẩm à, cái kết quả là 47 bao. Ta sẽ vào cái thông tin email đây các bạn đấy thì 11 giờ 11 giờ có gửi email báo cáo đây chúng ta để xem cái cái mới nhất là đây. Ok. Vậy chúng ta xin... sẽ thấy đây là số lượng báo là 47 báo đúng không ạ? 47 báo. Đấy. Như vậy là uh, cái phần dữ liệu đã gửi sang uh, thành công. Trong cái đoạn code này các bạn này. Trong đoạn code Python này chúng ta có thể xuất uh, cái báo cáo này. Tại cái vị trí là. Uh, báo cáo. Ạ? Đây tại sao bạn phần xuất báo cáo tức là chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện là uh, docx để truy cập vào cái file file doc file work đấy và chúng ta sẽ làm gì các bạn uh, chúng ta sẽ đọc cái file đấy rồi sau đấy là hiện tại đây tôi có khai báo cái biến là current time để lấy cái dữ liệu thời gian thực họ sẽ có cái định dạng là giờ phút giây này ngày tháng năm đấy và khi mà uh, tôi chạy file tôi sẽ tìm và thay thế tìm và thay thế các cái giá trị à, uh, b-value trong tập tin và tôi sẽ uh, thay thế bằng cái giá trị cao tư vào thì tương tự như vậy chúng ta có thể thay thế tất cả uh, các cái nội dung ở trong cái file mẫu đấy bằng một cái giá trị nào đấy đấy và nó sẽ lưu lại ở cái file export à, nó sẽ lưu lại ở cái file này và chúng ta có thể là dùng cái file này để gửi báo cáo rồi thì trên đây là cái phần 2 cái, cái nối BOC thì dự án chúng ta đã sắp hoàn thành còn một phần nữa đó là sẽ hiển thị lên HMI hoặc là hiển thị lên led bảy thanh thì mình sẽ giới thiệu ở video tiếp theo cảm ơn các bạn đã theo dõi video này